là bằng cái thực chứng của mình trải nghiệm mình mới cảm nhận được cái sự mà nhắm mắt và mở mắt nó khác nhau chỗ nào. Với lại theo lời kinh dạy á, thì mình cứ theo đó mà học thôi, ban đầu không được thì từ từ mình sẽ biết được cái cách. Chứ bây giờ con nói là ngồi thiền mở mắt à, như các vị nhắm mắt quen rồi các vị mở mắt ra không được à, các vị nói là con nói sai à, thì ngồi thiền là phải nhắm mắt nhiếp tâm được à, còn có vị ngồi thiền mở mắt quen rồi nó nhắm mắt không được, thì cái đó là tùy mỗi người, nhưng mà cái đó là chuyện mỗi người suy nghĩ. Còn cái chánh kiến của mình đó là mình phải nghe theo cái lời kinh à, kinh ghi như thế nào mình phải thực hành như vậy à, như trong lời kinh đó là Đức Phật nói là chánh niệm trước mặt à, chánh niệm tức là mình đặt để được cái niệm trước mặt của mình ấy, chứ không không có ghi là nhắm mắt lại. Mà về cái hình tướng của một người tu hành ấy thì nhìn thấy họ rất là trang nghiêm à, rất là cung kính đối với họ, nhưng mà họ làm với cái hình thái như vậy để cho họ thấy, cho người khác thấy là mình là một người tu. Nhưng mà khi mà cái sự tu tập của mình á, cái sự tu tập của một người đó mà không có sự hộ trì trong đó, thì khi mà cái mắt mình á tiếp xúc với một người phụ nữ nào đó thì nó sẽ sanh ra cái cảm thọ à, cái gì Người già cũng còn người cho cô mà. cũng lo cho chu toàn. Cổ cổ đòi là kêu con ở chỗ thôi, thì cổ ăn cơm lên cho con. Con nói cái hạnh con nguyện là đi khất thực rồi tu tập thôi, chứ giờ ở chỗ không có định tâm được, mình phải hạnh theo cái pháp của mình. Chỉ có mấy ngày mà mưa gió quá thì sư đi không được thôi. Khi nào mà con nói cô hai, khi nào mà mưa con đi không được thì nó đến nhờ cô hai thôi, chứ còn đi được còn trời nắng mà. Với lại một ngày mình phải đi bộ hành như vậy á để rèn luyện cái tâm của mình ấy. Cô, theo như con được biết là tới ngày 16 tới này là mình sẽ vào 3 tháng hạ, vậy thì bên mình có vào hạ không sư? Hạ thì bên bên ấy người ta đi vô ăn cơ kiết hạ Bên Bắc Tông này đi vô rồi, còn bên Nam Tông á, Nam Tông mà tới 16 tới này. Thì hạ thì cái có nghĩa là vô mùa mưa, thì khi Đức Phật chế định này là mùa mưa thì con trùng nó sẽ đi ra ngoài đường nó kiếm ăn, mà mình đi nhiều nó giảm đạp nó chết, cho nên á mình ở yên chỗ à, rồi thọ nhận sự cúng dường thôi. Nhưng mà bữa nào mà trời nắng thì mình đi, trời mưa thì mình không đi à, chứ không có nhất thiết là mình phải ở cố định suốt mấy tháng liền. Thì ở mấy tháng rồi sao mình đi ra ngoài đi đường không nổi à, chân cẳng nó sẽ mỏng lại, nó không quen nữa. Nên con nghĩ là nếu mà mưa thì cũng đi 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 mưa xin cũng được, Đi nó không mưa. quan trọng. Đi mưa xin luôn. Như trường hợp thì con có nghe nói là trong mình lúc xưa thì chỉ có là 3 y thôi. Như vậy thì ví dụ như chẳng hạn như mình đi một ngày nào đó bị trời mưa thì về mình đâu có sẵn một y nào đâu mà để mình thay, đúng không chứ? À, thì con đi á thì do là con ở hang nên anh con không mang theo y, thế thì đúng ra là đi là phải mang theo đầy đủ y bát à, nhưng mà con này con để y lại lại mà có trời mưa á, thì còn cái y mà nếu mà con mang đi thì con sẽ bỏ vào cái bọc đó à, giữ cho y nó khô, nên thì có y để thay á. Như vậy là Cái trên mình có vẫn còn một cái y nữa y này nè. à, vậy là mình đang bận một y rồi, bận phát cho người 3 y rồi, mình vẫn còn giữ trong một cái nải mình một thêm một cái y để phòng hờ trời mưa ha. Là cái y đang phơi đấy là một y này một y hai y, cái y hạ này nó là ba y, là ba y rồi đó. Đi thì mặc có một bộ y à, còn hai y kia mình bỏ bọc Oh, yeah. à, đi ví dụ như chứ đâu mặc lượt ba y.
Một y á, một y á thì sẽ xếp lại bắt trên vai. Còn trời mưa thì mình sẽ bỏ cái bị. Cái mặt lược 3 y hay sao mặt nổi? Còn những trường hợp nào mình cần có một mặt 3 y trong một lúc nữa sư? Những trường hợp mà mình ngồi thiền mà mũi quá thì lấy có cái y khác chùm lên. Giống như con đang bận gì ha, mà ngồi thiền mà mũi quá thì lấy cái y nó chùm lên nữa. Hoặc là đi chỗ nào lạnh đấy thì có cái y chùm lại. Giống như thầy Minh Tệ, Dương Minh Tệ vậy đó, ngồi ngủ mà lấy cái y chùm ở trên đầu vậy nè, bị mũi ở dưới lạnh, bị ở rừng á, như có vậy những clip là quay được. trên người mình chỉ dọn dẹn là 3 y vậy thôi, chứ mình không có phòng hờ ra những thêm một bộ như vậy nữa để trong cái nải đấy kia mà trời Không mưa có, không không có dư được. tại vì Đức Phật nói là 3 y 1 bát, thì mình thành theo là mình đúng 3 y 1 bát thôi, không có dư. Tại vì 3 y là đã đủ rồi, mà mình bỏ thêm nó là tham, nó không có lợi ích gì cho việc tu tập hết, nó nặng nữa. Theo như thì cái việc 3 y so với một cái người bình thường thì kia là 3 bộ đồ nó khác nhau đúng không? Cái đồ của sư là kêu bằng y, còn đồ của mình là kêu quần áo. Không, quần áo thì biết rồi, ví dụ như mình thì kêu là 3 bộ, 3 bộ thì trên người mình là 1 bộ, thêm 2 bộ nữa là 3. Còn như y á, thì sẽ 3 y, tức là 3 cái khác nhau. Y á là mình sẽ tính là y hạ, y hạ là thay cho cái quần. Đúng rồi. Rồi y thượng là y đắp ở trên nè, rồi y hạ y thượng giống như anh đang bận cái quần cái áo rồi. Là thành 2 bộ y rồi đó. Rồi thêm cái áo nữa, thêm cái áo khoác nữa là thành 3 y đó. Ghê à. Cái này là áo khoác nè, này áo khoác nè, Diễn áo khoác vừa đi tả sáng như vậy vừa là giữa giống trưa như mình là mình bận chỉ có 1 bộ thôi đấy, không một phải là bộ ba thêm bộ cái trong áo một khoác nữa thôi. là bằng bộ mà con bộ mà một bộ với thêm cái áo khoác nữa là giống như vậy, diễn tả cho dễ hiểu vậy đó. Chứ không phải là 3 bộ đồ. Chứ con thầm nghĩ là con tưởng đâu là 3 y, tức là trong khi mà sư đang bận như thế này 1 bộ, vừa ba ba món này chung là 1 bộ rồi, sư còn 2 bộ bên trong nữa, Đâu hả? con cứ nghĩ là vậy. Này là bộ y đi sư đi cất thực hàng ngày nè, về cởi ra phơi mới mặc cái bộ y này vô rồi ngồi thiền đi chung với y hạ. Trong lắm lúc mình ngồi thiền như vậy, thí dụ như mình bị mũi cắn, mình có lỡ tay mình khều nó ra không tê sư, hay là mình cứ để đó mình cảm thọ luôn mình? Nếu như nó cắn nhiều quá thì mình phải dùng biện pháp khác để cho cái tâm mình định. Thì chẳng hạn như mình chùm một cái mền lên. Và lúc đó mình bùng phải xả ra. Không, cứ trước khi mình ngồi mình quan sát là bữa nay không có mũi, hoặc là mình chuẩn bị trước mình đốt nhang mũi. Rồi bắt đầu mình thiền. Thì khi mình chuẩn bị như vậy trong quá trình thiền của mình nó sẽ an lạc. Rồi ví dụ mà mình không có chuẩn bị á, mà mình đang thiền mà lỡ như mà có cái sự cố ngoài ý muốn, chẳng hạn như mưa hoặc gió hoặc là mũi nhiều đó, thì mình xem cái lúc đó cái tâm của mình có định được hay không, hay mình bị dao động bởi cái ngoại cảnh, là chẳng hạn như mũi chích nhiều, mình xem cái cảm thọ của mình á, lúc đó là mũi nó chích, nó đang chích mình á, mình quan sát đó là cái nghiệp của mình đấy. Chắc kiếp trước mình cũng tạo nghiệp sát sinh đó, sau kiếp này đó, nhân duyên do duyên mình ngồi đây mới gặp được nó, nếu mình không ngồi đây thì sao mới gặp được nó, mà gặp được nó hút máu mình, chẳng cũng như mình trả nghiệp cho nó. Tác ý vậy đó, ngồi quan sát rồi xong tác ý rồi nhiếp phục cảm thọ, rồi từ từ nó cũng vượt qua. Chứ không là bây giờ á, giờ nó chích mình mà mình đuổi nó mình cũng đau, mà mình đập nó chết mình cũng đau, nhưng mà mình đập nó chết thì mình mang cái tội sát sanh.
mất lòng từ bi nữa. Mình đuổi nó đi á thì cái vết ngứa mà nó cắn á mình vẫn ngứa. Thì thay vì giờ mang cái tâm từ bi mình đuổi nó đi thì mình giải thì nó cũng hết ngứa, mà mình đập nó chết mình giải nó cũng hết ngứa, nhưng mà mình mang cái tội sát sanh. Cho nên nếu mà ít quá thì mình có thể nhiếp phục được cái cảm thọ đó, mình tác ý đó là cái nghiệp của mình ấy, thì mình cố gắng mình trả nghiệp. Còn cái lòng từ bi mình lớn quá thì cho nó chết luôn, hiến cho nó một chút máu cho nó sống, cái đó cũng là một cái phước. Cái gì cũng có sự nhân duyên hết á. Do con mũi nó ở đây, con về đây thì con mới nói mới gặp nhau. À, do nhân duyên có con mũi, do có con vậy nè. Thì nghiệp nó đến, nó đòi thì mình trả thôi. Chứ con ở chỗ khác làm sao gặp được nó. Cũng như sư với con với anh Tân thì cũng như cũng hữu duyên, có duyên mới gặp nè. Như trong những lúc ngồi thiền đó sư, thì con nghĩ là trước đây con cũng có tìm hiểu thì những lúc ngồi thiền thì cũng có những lúc mà mình thấy những cảnh này vật kia hoặc là những cái gì đó trong người của mình, lúc đó mình sẽ làm như thế nào để mà mình bỏ đi những cái đó? Cái đó là mình vọng tưởng thôi. Chứ mình vọng tưởng thôi. Mình vọng tưởng thôi, tức nghĩa là khi mình ngồi thiền ấy, mà Đức Phật có dạy là khi một tỳ kheo đi đến khu rừng gốc cây hay đến ngôi nhà trống ngồi kiết già lưng thẳng và an chú chánh niệm trước mặt. Cái từ này trong kinh là mình đọc mình dễ hiểu lầm ấy, mình tưởng là ngồi xong mình nhắm mắt mình thiền mình quan sát, nhưng mà trong kinh là nói là chánh niệm là về đặt niệm ở trước mặt á, là mình đặt cái sự quan sát của mình ở phía trước mặt, là mắt mình mở mình mới đặt được. Cho nên á, khi mà mình ngồi thiền mình quan sát mình đặt được cái niệm trước mặt á, thì cái tâm của mình sẽ an trú vào cái nơi đó, mình sẽ không bị cái vọng tưởng. Còn khi mà mình nhắm mắt lại là mình sẽ tưởng cái này cái kia. Đôi khi mình thấy được cái cảnh giới này, thấy cảnh giới khác nữa. Thấy ông này bà kia nữa. Rồi lúc đó mình tưởng là mình đi nhập định rồi. Nhiều người không biết ấy. Người ta sẽ cho rằng mình ngồi thiền tới cái cảnh giới đó rồi, nhưng đó là cái vọng tưởng của mình. Nhưng mà khi mà mình hiểu được cái thiền là gì, để đọc trọn vẹn trong lời kinh của Đức Phật là ly dục ly ác bất thiện pháp chứng và chú thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc cho ly dục sanh có tầm có tứ, tức nghĩa là mình ly được cái dục cái ác rồi đó, mình an trú được cái sự hỷ lạc đó. Có tầm có tứ, diệt tầm diệt tứ chứng và chú thiền thứ hai là mình bỏ được cái thiền thứ hai á, là mình sẽ bỏ được cái sự hỷ lạc đó, mình không có chấp vào cái sự hỷ lạc đó, là chứng và chú thiền thứ hai một cảm giác hỷ lạc do định sanh, là lúc này mình có định này, là mình sẽ không có còn giữ cái cảm giác mà hỷ lạc đó nữa. Rồi xong tới do định sanh, rồi để con nhớ lại, còn cái thiền thứ ba là diệt tầm diệt tứ chứng và chú thiền thứ hai một cảnh giác hỷ lạc cho định sanh không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú. Chứng và chú thiền thứ ba là không khổ không lạc, là tức có nghĩa là khi mình còn không còn cảm nhận được cái sự khổ lạc ở trên thân nữa, mình tự bỏ cái đó là chứng được cái thiền thứ ba. Rồi xả lạc xả khổ diệt hỷ ô đó cảnh chữ đó, chứng và chú thiền thứ tư xả niệm thanh tịnh. Nói chung là cái lời kinh thì con không nhớ hết, nhưng mà sẽ là nằm ở trong những cái xả bỏ những cái tâm, những cái chấp vào cái cảm thọ đấy. Khi mà mình an trú vào những cái tầng thiền á, là mình sẽ định được cái trong cái tâm đó, mình sẽ không chấp vào, không có nhìn thấy cái cảnh giới gì đâu. Khi mà mình đạt được cái tứ thiền rồi đó, thì lúc này với cái nội tỉnh mà cái nội tâm mà trong sáng tròn đầy như vậy á, thì lúc này mình sẽ hướng cái tâm mình
hướng về cái sự mà sanh diệt. Đức Phật gọi là cái gì, chứng tam minh mà túc mạng minh đó, là hướng cái tâm mình về cái đời sống kiếp trước đó. Thì trong cái bài kinh con cũng có nghe được một vài lần đó, thì Đức Phật cũng có nói về cái sự mà ngồi thiền ấy là chứng tâm minh ấy. Chứ không phải là mình ngồi thiền mình mới bắt chân lên mình ngồi cái nhắm mắt lại mình tưởng thấy cảnh này cảnh kia để đó, không phải. Đó là vọng tưởng thôi. Còn thiền mà để mà đạt được cái cảnh giới đó là mình phải diệt được cái tầng thiền. Mỗi tầng thiền có một cái cách để mà mình đạt được. Trong lúc mình ngồi như là mình nhắm mắt là bao nhiêu phần, mình mở mắt bao nhiêu phần? Như Đức Phật dạy ngồi thiền thì mở mắt thôi. Tại mình nhắm mắt mình dễ không chậm lắm. Sao con thấy một số bức tượng Phật vẫn để dường như là mở, nhưng mà mở đúng rồi. Nè, mở là tức nghĩa cho anh nhìn thấy là ha. Là dạ. Con đang đặt niệm trước mặt là đang nhìn xuống và phía trước mặt tầm khoảng phía trước thôi. Đức Phật đâu có nhắm mắt. Đâu có nhìn sai đâu. Tức là mình mở rồi. Dạ đúng rồi. Một cái tầm nhìn nó vừa đủ. Dạ đúng rồi. Mở mắt chứ không có mở, không có nhắm mắt. Giống như khi mà mình ngồi thiền định đúng không? Thì mình sẽ đặt niệm trước mặt như thế này, là mắt của mình sẽ mở ra một cái tầm nhìn nhỏ nhỏ này nè. Vừa đủ để mình nhìn thấy. Chứ còn mà đúng theo cách ngồi thiền mà mình không biết á. Mình cứ thấy lên ngồi thiền bắt đầu nhắm mắt lại, nhắm hồi cái tưởng ra cảnh này cảnh kia. Con thấy khi mà mình nhắm mắt là vọng tưởng nó tới nhiều sức. Đúng rồi. Với lại khi mình mở mắt á mà mình không có an trú vào một cái điểm nào ở phía trước mặt mình hết. Giống như là mình khi mà con mở mắt con nhìn xuống cái chiếc chiếu này ha. Thì một hồi nó sẽ hiện ra cái hình ông này bà kia, con này con nọ. Khi mình nhìn chằm chằm vào một cái điểm nào đó, mình sẽ vẽ ra cái hình này hình nọ. Nhưng mà khi mà nhìn như vậy á, mình sẽ mở rộng cái tầm nhìn của mình, quan sát trong cái phạm vi đó, mình không có an trú vào cái điểm nào hết. Để cho gì, đặt cái tâm của mình á, nó trọn vẹn trong đó, để hướng cái tâm của mình về cái thân. Để thôi là mình nhắm mắt lại, lúc mà mình muốn tưởng đâu mình tưởng à. Cho nên muốn đạt được cái tầng thiền mà cao á, mà cứ nhắm mắt là không có vô được. Tại vì họ cứ nghĩ là họ thấy được cái này cái kia đấy. Rồi bữa con đi con có nghe cái cô tu tại gia, mà cô tu ba mươi mấy năm rồi, cổ dạy con cách ngồi thiền. Cổ nói cổ ngồi cổ thấy được cảnh cảnh giới này cảnh giới nọ, thấy được a la hán rồi các kiểu ấy. Làm gì có, trong thiền đâu có nhìn thấy gì đâu. Theo như con nghĩ thì chắc đó cũng do vọng tưởng sanh. Vọng tưởng hết. Tại vì khi mà mình ngồi thiền á là mình diệt thọ tưởng định. Mình mới chứng được. Chứ còn mà mình muốn mình ngồi thiền mà mình cứ khởi cái tâm mình muốn nhìn thấy cái kia này cái kia, cái tâm mình đang tham mà, thì mình đâu có xả bỏ được. Ly dục ly ác, tức là dục là gì, dục tầm dục tứ ấy. Tại vì cái dục, trong cái dục có cái tham ấy, mình xả bỏ cái tham này là mình mới vô được sơ thiền. Mà mình ngồi thiền mà mình muốn thấy cái này cái kia, tâm mình còn tham. Cho nên con cũng học theo trong lời kinh, con được sự học hỏi trong kinh này con mới biết được. Chứ còn tùy theo mỗi người muốn ngồi như thế nào ngồi không ép được. Nhưng mà theo như những gì con biết thì cái lời dạy trong kinh Đức Phật chỉ là chính xác nhất. Tại vì mình đọc mình phải hiểu. Nhưng mà ngồi kiết già lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt, rồi bắt đầu thêm cái câu tỉnh giác vì ấy thở vô, tỉnh giác vì ấy thở ra, thở vô dài vì ấy tuệ tri tôi thở vô dài, ai thở ra dài vì ấy tuệ tri tôi thở ra dài. Rồi bắt đầu có nhiều người lầm tưởng là khi mà ngồi thiền nhắm mắt lại bắt đầu quán niệm hơi thở,
thở ra thở vô, thở ra thở vô, thì đó cũng là để cái tâm mình an tịnh thôi, chứ nó không có đưa đến cái sự an lạc chứng được cái gì trong đó. À, cái câu mà tuệ tri tôi thở vô dài đó là tức nghĩa là khi mình ngồi thiền ấy, cái tuệ tri của Đức Phật nó là cái trí tuệ của mình ấy, mình phát sanh được cái trí tuệ rồi mình nhìn, mình quan sát được cái hơi thở bằng trí tuệ chứ không phải là quan sát bằng cái tôi. Tôi thấy tôi đang thở nó là khác. Rồi bằng trí tuệ là tức là tuệ tri á, Đức Phật dùng cái từ tuệ tri á, là thấy là quan sát bằng cái tuệ tri là hơi thở mình đang thở vô thở ra. Trong là quan sát 16 hơi thở đấy, thì mình thở rồi xong mình quan sát được rồi mình mới đưa được cái tâm mình, mà hướng được cái tâm mình từ bỏ ly dục ly ác. Nói chung là phải chịu khó nghe trong kinh nhiều. Chứ còn mà nghe người khác chỉ dạy lại thì giống như là ai muốn làm sao rồi bắt đầu chỉ sao vậy, nó không còn cái gốc nữa. Cho nên nó cũng không đưa đến sự lợi lạc nữa. Con nghĩ là nếu mình muốn tu theo Phật thì phải y theo kinh mà thực hành. Dạ đúng rồi. Giống như sư Nguyên Tuệ ngài cũng nói là hãy cố gắng mà giữ giới, thì Đức Phật ngày xưa khi mà nhập lại Niết Bàn thì Đức Phật cũng nói với A Nan là hãy lấy giới làm thầy. Thì sư Nguyên Tuệ cũng làm giống vậy, cũng lấy giới làm thầy. Cái lời cuối của Đức Phật á là Đức Phật có nói là này các tỳ kheo, các hành là vô thường, hãy tinh tấn lên để tự giải thoát. Không bao lâu Như Lai sẽ nhập diệt. Sau 3 tháng bắt đầu từ hôm nay Như Lai sẽ nhập diệt. Người ta đã già dư mạng chẳng còn bao, từ việc các ngươi đã đi một mình, tự mình làm sở y cho chính mình. Hãy tinh tấn chánh niệm giữ giới luật. Hãy tinh tấn chánh niệm giữ giới luật. Nhiếp thúc ý chí bảo hộ tự tâm. Ai tinh tấn trong pháp và luật này sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau. Đó nghĩa là Đức Phật chỉ dạy á, ai mà thực hành hay là dạy Đức Phật bằng sự tinh tấn á, trong giáo pháp của Đức Phật á, thì chắc chắn sẽ chấm dứt luân hồi sanh tử thôi. Còn ai mà muốn chế cái gì đó là chuyện của người ta. Trở lại cái việc mà ngồi đó, thì cũng có một số người cho rằng khi mà mình ngồi mà mình mở mắt như vậy á, thì mình sẽ thấy những cái cảnh vật bên ngoài, thì mình sẽ không có thể nào mình giết được cái tâm của mình như vậy. Thì cái đó theo như sư nó như thế nào? Thì tức nghĩa là an trú chánh niệm, chánh niệm mình đặt để cái đặt cái niệm mình ở trước mặt, mình không có quan sát được, mình không có nhìn chằm chằm vào nó, mình nhìn chằm chằm vào nó mình sẽ khởi lên cái ý hành, cái vọng tưởng là con này con kia. Cho nên mình cũng không thể định được. Nhưng mà khi mình mở mắt mình nhìn như vậy á, mình quay lại cái lời kinh, quay lại cái lời kinh để mình quan sát, mình thực hành theo lời kinh, thì cái sự đặt niệm của mình nó sẽ không bị cái vọng tưởng khi mà mình nhắm mắt. Còn mình nhắm mắt á, ví dụ khi mà anh ngồi liên tục ha, thì sẽ có khoảng thời gian bị hôn trầm, thì từ cái hôn trầm đó mình sẽ bị ngủ. Nó sẽ liên nhiên, nó sẽ ngủ, nhắm mắt dễ ngủ lắm, sẽ ngủ quên. Còn khi mà anh quen rồi đó, mở mắt quen rồi đó, thì cái việc giám sát cái thân hành của mình nó sẽ an tịnh hơn. Nhưng con nghĩ cái giai đoạn mà khi mà mình tập mà mình mắt mình để mà 73 tức là mình vẫn mở, mà 7 phần thì mình đã nhắm, còn 3 phần mình mở. Như vậy thì lúc đó là mắt của mình bắt đầu, nếu mà mới tập ban đầu còn chứ rất là khó, thì nó bị mỏi mắt ấy. Đúng rồi, cái gì thì mình phải tập. Tu phải tập với lại dễ ngủ. Mình đừng có nhắm nhỏ quá, mở nhỏ quá thì nhiên mình sẽ dễ bị nhắm. Mở vừa phải thôi, mở gì nè, nhìn xuống. Nhưng mà như anh nhìn thẳng vô thì thấy là ấy, nhưng mà trong phạm vi của con mở á, thì con nhìn thấy được cái phạm vi trước mặt thôi. Bởi vì khi mà con xem, khi mà con có nghe ra một số vị chỉ á, thì bảo là nhắm mắt. Nhưng mà con thử nghĩ, con dòm vào những cái bức tượng Phật, dòm những bức tranh Phật đó, thì con thấy Đức Phật của mình ngày xưa đâu có nhắm mắt đâu ta. Dạ đúng rồi.
không có nhắm. Ngồi tọa thiền Đức Phật vẫn có mở mắt mà mở chứ phạm vi vừa thôi, không có to. Vậy sao mà các vị lại chỉ mình lại đi nhắm mắt làm gì? Cái đó là ai muốn chế thì sao chế. Dạ. Cái đó thì con không biết, nhưng mà mình phải y giáo phụng hành theo lời kinh thôi. Dạ. Kinh ghi sao mình cứ học, mình hiểu, mình tu tập như vậy là đúng là được rồi. Dạ. Còn ai muốn chế sao tùy họ. Dạ. Thì cũng có người cho rằng khi mà mở mắt ra thì người ta nói là bị ngoại cảnh bên ngoài nó chi phối, làm người đó không nhất tâm được. Còn một số người lại nói là khi mà mở mắt ra thì ví dụ có người kia đi qua, có cái bóng đi lại thì cái tâm của mình lại chạy theo cái bóng đó, chạy theo cái người đó thì mình cũng không nhất tâm được. Nên họ buộc mình phải nhắm mắt lại để cho những cái đó mình không còn thấy bên ngoài nữa, để mà mình sẽ dễ nhất tâm hơn. Nhưng mà con nghĩ thì khi mình nhắm mắt lại thì giống như sư chia sẻ là bao nhiêu cái vọng tưởng trong cái ngày hôm đó mà những cái vọng tưởng ở bên ngoài, những cái gì đó nó đều chạy ô về nó rất là nhanh. Thì đó là bằng cái thực chứng của mình. Mình trải nghiệm mình mới cảm nhận được cái sự mà nhắm mắt và mở mắt nó khác nhau chỗ nào. Yeah. Với lại theo lời kinh dạy á, thì mình cứ theo đó mà học thôi. Ban đầu không được thì từ từ mình sẽ biết được cái cách. Yeah. Chứ bây giờ con nói là ngồi thiền mở mắt. Dạ. Như các vị nhắm mắt quen rồi, các vị mở mắt ra không được. Các vị nói là con nói sai. Dạ. Ngồi thiền là phải nhắm mắt nhiếp tâm được. Dạ. Còn có vị ngồi thiền mở mắt quen rồi nó nhắm mắt không được. Dạ. Thì cái đó là tùy mỗi người, nhưng mà cái đó là chuyện mỗi người suy nghĩ. Còn cái chánh kiến của mình đó là mình phải nghe theo cái lời kinh. Kinh ghi như thế nào mình phải thực hành như vậy. Dạ. Như trong lời kinh đó là Đức Phật nói là chánh niệm trước mặt. Chánh niệm tức là mình đặt để được cái niệm trước mặt của mình ấy, chứ không có ghi là nhắm mắt lại. Dạ. Đúng không? Chừng nào Đức Phật ghi trong kinh là ngồi an trú, ngồi kiết già lưng thẳng và nhắm mắt, thì lúc đó mình mới nhắm mắt. Dạ. Còn cái này là mình chánh niệm trước mặt. Dạ. Là mình có cái sự chánh niệm quán sát ở trước mặt. Cái này con hơi tò mò tí xíu. Thế như trong cái khoảng thời gian sư đi với sư Minh Tuệ chỉ 10 ngày thôi, chắc con nghĩ rằng sư cũng đã có sự quan sát cũng như là học hỏi từ sư Minh Tuệ gì thì trong những cái lúc mà sư Minh Tuệ ngày tọa thiền á, thì chắc có ngày có mở mắt hay là ngày nhắm mắt hay sư? Khi chúng con đi á thì tối lại không có đèn, cho nên ngồi một cách khoảng chừng 5-6 mét gì đấy, không có đèn quan sát. Nhưng mà cái việc mà ngồi thiền mình cứ quan sát cái thân hành của người ta, mình mới biết được là người ta ngồi thiền như thế nào. Yeah. Như sư Minh Tuệ thì ngồi thiền rất là vững. Yeah. Thì mình cũng suy nghĩ là trong cái khoảng thời gian ngồi thiền ấy. Yeah. Thì sư sẽ theo lời dạy của Đức Phật thôi. Yeah. Còn cái lúc mà khi mà sư nghỉ ngơi ấy, sư chợp mắt xíu thì sẽ nghĩ. Nhưng mà trong lúc ngủ thì phải nhắm mắt. Dạ. Yeah. Lúc giữa khuya thôi, nhưng mà cũng khó thấy là vì tối lắm không nhìn thấy. Mọi người ngồi góc cách sau có 5-6 mét vậy đó. Yeah. Con thì con không có chứng kiến cảnh sư bỏ thiền, nhưng mà con nghe một vị cũng có chia sẻ là khi mà ngồi xuống thì khi mà đặt chân lên ngồi xuống là nghe y như để vậy. Dạ. Chứ không cần gì, chứ giống như là mình là cầm cây đóng xuống đứng chân gì, không có cái gì gọi là lung lay, không cần chỉnh sửa cần gì cả. Ngày xưa quen rồi cứ đặt cái. Dạ. Chân lên là ngồi ghê. Dạ. Còn như tụi con thì cần phải về phải làm đủ cách hết, phải sửa tới sửa lui đừng lung cầu a, ngồi khi mà điều phục được cái chân lên rồi cũng mất không phải mấy phút. Đó là cái điều mà đúng rồi. Tại khi mà mình ngồi lâu ấy, mình đặt không đúng nó sẽ đau. Dạ đúng rồi. Mình phải sửa sao cho nó đúng thế. Dạ. Nhưng mà giờ sư Minh Tuệ thì sư quen rồi. Dạ. Cứ đặt cái chân lên kéo ngay cái tầm đó là nó ngay. Dạ. Nó quen thì nó sẽ khác. Dạ.
Sư ngồi cái lúc mà sư tuệ ngồi vậy, con không biết sư có ngồi trên những cái chỗ, con có nghe nói là cái bên sư là không có ngồi trên cỏ đúng không sư? Dạ, trong giới luật không có ngồi trên cỏ. À, trong giới thì Đức Phật mà trong bài kinh gì mà Đức Phật ăn mà đồ ăn mà còn thừa gì đó, không tìm một cái tảng đá nào đó đổ rồi lên đó chứ không có đổ lên cỏ. À, tới nỗi mà thức ăn phải để trên đá luôn, à, không để trên cỏ luôn, không để trên cỏ. Cho nên á, việc đi đại tiểu tiện á, đi không đi trên cỏ, không đi đại tiểu tiện trên cỏ, nhưng mà mình bắt cái kiểu mình bước đi á, mà có cỏ thì mình bước lên, chứ không có còn đi tiểu tiện á, trên đại tiểu tiện á thì mình sẽ bị phạm giới. À, bởi vậy con thấy mỗi khi mà sư Minh Tuệ đi á thì sư lại vào những cái cây xăng là nhiều, hoặc là những lúc mà sư đi á không có cây xăng á thì lại sư có cái chai nước á. Sư đi trong chai nước, con cũng đang tập, con để chai nước đi trong chai nước mà. Dạ, để mà đợi, để một cái vị trí lên nó, để mà mình đổ cho nó tiện, như lại nó giống như là cho thực hành theo đúng theo giới luật đó, đúng không chứ? Dạ, sợ phạm giới á, mình đi chỗ vậy á. Dạ. Rồi mình không biết được nó sẽ phạm giới, thà mình đi trong chai nước. Dạ. Rồi mình sẽ bỏ chai nước trong rác như vậy đó. Dạ. Thì nó sẽ an toàn hơn, nó không bị phạm giới. Cái đó nếu mà mình không được sư cũng như là sư Minh Tuệ chia sẻ thì chắc con thử nghĩ mọi người cũng không có biết cái đó là đang giữ giới đâu. Dạ. Mà thực ra khó biết lắm. Đi tiểu đi gì cũng phải giữ giới. Này mình không biết mà mình đang đi trong tối đó, có cỏ hay không. Dạ. À, mình đi vậy mình đi trong vô minh. Dạ. Không có chánh niệm. Mà mình có chánh niệm rồi đó, mình quan sát rồi mình biết là giờ mình không biết là ở đây có cỏ hay không, có chúng sinh hay không. Hay giờ mình đi trong cái chai thì nó sẽ chắc ăn hơn. Hoặc là đi trong những cái nhà vệ sinh đó thì nó sẽ chắc ăn hơn. Đó là cái điều mà mình quan sát được, mình giữ giới. Nếu không mà hỏi sao mà vậy trống trải không đi mà lại đi trong chai, nó có nguyên nhân hết. À, hôm nay cũng hữu duyên cũng được sư chia sẻ, như là vừa qua thầy sư Minh Tuệ cũng có chia sẻ, thì thầm nghĩ là những người sau này cũng có tu học thì cũng biết rõ hơn những đầy giới được nghiêm chỉnh như thế nào. Nhưng mà nếu mà theo như sư chia sẻ hôm qua thì nếu một người không giữ được giới luật thì sẽ không thành tựu được những cái khác, những cái sau này. Dạ, bởi vì trong cái bài kinh bài kinh giới á, bài kinh học giới, bài kinh học giới thì như bữa con cũng có chia sẻ nhưng mà chưa chia sẻ hết ý. Tỳ kheo giữ giới sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận mà học tập các học giới học pháp. Tức có nghĩa là khi mình giữ giới rồi đó, mình sẽ thấy được cái điều nhỏ nhặt mình phạm phải, nó mình sẽ sanh lên cái sự sợ hãi. Như cái việc nãy con chia sẻ đó, mình đi vệ sinh như vậy mình không biết có đi trên cỏ hay không, có đi trên chúng sinh hay không. Mình sanh ra cái tâm tàm quý sợ hãi thì mình sẽ có cái sự chánh niệm, mình sẽ làm nó sẽ đúng hơn, nó không bị phạm phải. Đó là cách giữ giới. Mà còn nhiều cái đó, còn nhiều cái mà con chưa có học hết được, con cũng đang tu tập thôi. Cái nào con biết thì con hành, còn cái nào chưa biết phải thì lỡ mà có phạm phải thì con cũng sám hối vậy đó. Đây thì chưa có học hết được. Trong lời Phật dạy con cũng nghe một số phần được gọi là quay nghi và thấy hạnh đó sư. Thì cái lời Phật dạy đó là trong cái kinh tứ niệm xứ đó. Phần quán thân đó. Niệm oai nghi hành động á.
trong lời kinh đó là tỳ kheo đi tuệ tri tôi đi, hay đứng tuệ tri tôi đứng, hay nằm tuệ tri tôi nằm, hay ngồi tuệ tri tôi ngồi, thân thể được sử dụng như thế nào vì ấy tuệ tri thân như thế ấy. Như vậy là vì ấy quán thân trên nội thân, hay quán thân trên ngoại thân, hay là quán thân trên cả nội thân ngoại thân. Tức nghĩa là khi mà đi á, mình biết bằng cái trí tuệ của mình là cái thân này nó đang đi, chứ không phải là biết là tôi đang đi. Cho nên Đức Phật ghi trong kinh nó rất là rõ ràng. À, tuệ tri á, là mình dùng cái trí tuệ. Trí tuệ gì? Trí tuệ về ngũ uẩn ấy. Mình biết được sắc thọ tưởng hành thức. Thì mình biết được cái thân này nó đang đi bằng trí tuệ, chứ không phải là cho biết rằng tôi đang đi thì nó lại khác, hay là đứng ngồi nằm gì đó. Vì ấy tuệ tri thân như thế ấy. Khi mà mình có cái sự quán sát thân á, quán thân trên thân á, thì mình sẽ nhìn thấy được cái oai nghi, cái hành động của mình. Giống như là khi mà con đi đúng không, con đi đường, con đi bộ hành gì đây, thì con có sự quán sát thân hành của mình. Nếu không là con đi đánh đằng xa, là đánh cái tay vậy nè. Mình đi mình đánh cái tay là mình không biết là mình đang vô minh ấy, mình không biết mình đi cái tay cứ quơi nè. Còn nếu mà mình có sự quán sát thân hành ấy, thì mình biết mình đang đi. Biết bằng trí tuệ là mình cái thân này đang đi, và cái tay này phải như thế nào, cái oai nghi như thế nào, rồi cái dáng đi mình như thế nào. Mình có sự quán sát là mình sẽ điều chỉnh được cái thân này. Còn mình đi trong vô minh á, là đi trong cái tôi, thì nó lại khác. Cho nên học nhiều cái trong lời kinh, mình thực hành nó thực chứng được, nó vi diệu lắm. Bởi vì nó pháp của Thế Tôn là thiết thực hiện tại, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu. Khi mình tu tập, mình sanh khởi lên trí tuệ rồi, mình sẽ giác hiểu được cái lời dạy Đức Phật rồi. Chứ còn mà người khác chỉ dạy mình á, nó không đúng theo á, mình học cả đời nó cũng vậy, học trong vô minh. Cái đó giống như câu nói của mọi người hay nói là người mù dắt theo lũ mù. Dạ. Yeah. Câu đó này mình nói nặng cái thông cảm, nhưng mà thật sự ra câu đó là vậy. Hôm nay học được một bài sư thuyết giảng, học được nhiều điều. Mọi người ạ. Con cũng chân thành cảm ơn sư đã chia sẻ những cái bài pháp vừa qua, cũng cho con cũng như mọi người đằng xa được chứ. Dạ, Nam Mô Phật. Thì con cũng muốn là mọi người đã biết đến Phật pháp rồi thì cũng phải biết thêm nữa là cái giờ vào cái lời Phật dạy thì nó sẽ có lợi ích cho cái việc tu tập của mình. Chứ còn mà mình biết đến Phật pháp mà mình không biết được cái nguồn gốc cũng là dạy Đức Phật á, thì nó phí lắm. Cho nên mà ai mà hiểu được cái lời Phật dạy rồi hành theo ấy, thì đó là một cái sự lợi lạc rất là lớn. Cho những hàng tại gia, hoặc là cư sĩ tại gia, hoặc là những cái vị tu tập ấy, mà nắm được cái quá trình tu tập của Đức Phật rồi ấy, mà hành theo mình thực chứng được á, thì nó là một cái sự lợi lạc thôi. Mà về cái hình tướng của một người tu hành ấy, thì nhìn thấy họ rất là trang nghiêm, rất là cung kính đối với họ. Nhưng mà họ làm với cái hình thái như vậy để cho họ thấy, cho người khác thấy là mình là một người tu. Nhưng mà khi mà cái sự tu tập của mình á, cái sự tu tập của một người đó mà không có sự hộ trì, không có sự hộ trì trong đó, thì cái khi mà cái mắt mình á tiếp xúc với một người phụ nữ nào đó, thì nó sẽ sanh ra cái cảm thọ. Trong cái bài kinh gọi là duyên sanh pháp ấy, thì do duyên có mắt á, tiếp xúc với cái sắc đó, sanh khởi lên cái nhãn thức, là cái sự rõ biết của cái đối phương mình nhìn ấy. Thì ba pháp đó là cái nó giao thoa, nó hội tụ với nhau, nó sanh ra cái nhãn xúc, làm sự xúc chạm của con mắt với cái người đó, thì sẽ sanh ra cái cảm thọ đó. Khi cái cảm thọ nó sanh khởi lên, thì cái ý á, nó khanh khởi lên cái cảm thọ thoải mái, dễ chịu, hoan hỷ, thì cái ý nó khởi lên là cái ý là muốn được tiếp xúc với người đó, muốn được gì vậy đấy, quen với người đó, mà cái ý khởi lên thôi. Nhưng mà ý đã khởi lên là đương nhiên cái nghiệp nó đã đi theo.
À bởi vậy nha. À, trong bài kệ đó là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, với ý hay hành động khổ não bước theo sau. À, tức có nghĩa là khi mà cái ý đã khởi lên là cái nghiệp nó đã đi theo rồi. Cho nên với một người tu mà giữ giới trong sạch đó là phải hộ trì căn đó. Với việc mà khi mình nói chuyện hay gì đó à, với ai mà, với người nữ đó Dạ. à, mà cái việc mình nói chuyện với người nữ mà mình có một sự hộ trì thì nó sẽ khác hơn với không hộ trì. Như À, thế khi nào không chị sư? hộ trì á tức nghĩa là à, mình có cái sự phòng hộ cái căn của mình Dạ. à, như cái mắt là căn nè Dạ. à, sắc là trần. Sắc á tức nghĩa là mình phòng hộ cái con mắt của mình không nhìn vào cái sắc đó Dạ. thì mình sẽ không có cái sự dính mắc trong đó à, giống như cái bài kinh mà à, bài kinh hộ trì căn á à, như thế nào là hộ trì căn thì khi mắt thấy sắc à, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng à, những nguyên nhân nào làm cho nhãn căn khởi lên, những nguyên nhân nào làm cho nhãn căn khởi lên. À, để con nhớ lại à, khi mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân nào làm cho nhãn căn khởi lên. Thì kheo hộ trì nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sẽ hộ trì nhãn căn á Dạ. à, tức có nghĩa là khi mình nhìn thấy một cái sắc đó mà mình không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, tức nghĩa là nhìn vào cái tổng thể của cái sắc đó đúng không, mà mình nắm giữ tướng chung á là một cái sắc trọn vẹn của cái con người đó à, là mình nắm giữ tướng chung. Còn khi mình nắm giữ tướng riêng á là mình sẽ nắm giữ từng thân phần trên đó, là đôi mắt đẹp, cái đôi môi đẹp, đôi tóc dài, cái tay trắng, da trắng, là mình sẽ chỉ rõ những cái chi tiết trên cơ thể đó, là mình nắm giữ cái tướng riêng đó. Bởi khi mà nắm, bởi vì Đức Phật dạy là khi mình hộ trì căn đó là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, là mình không nắm giữ, khi mình nhìn vào á mình không có nhìn tổng thể vào con người đó à, mình sẽ có một cái sự hộ trì trong đó thì mình sẽ giữ được cái giới Như vậy thì mình phải nhìn vào chỗ nào? à. Thì ví dụ mình khi mà tiếp xúc với một người nữ á, nói chuyện ấy, Dạ. thì trước khi tiếp xúc đó là cái ý nó khởi lên đây là một người nữ à, mình phải có sự hộ trì. Thì khi mình tác ý như vậy á là khi trong quá trình nói chuyện á, mắt của mình không nhìn vào người đó à, cho dù người đó đẹp hay xấu gì đó thì chuyện của họ Dạ. à, đẹp là chỉ tạm thời thôi, rồi vài chục năm sau họ cũng già rồi không còn đẹp nữa, đó là Rồi sự vô thường của cái sắc đó. rồi như trong trường hợp mà mình khi mà mình tiếp xúc người nữ, mình không nhìn vào mặt họ và không nhìn vào họ để mình nói chuyện, như vậy thì chẳng hạn như họ cho là mình cái người tu này đang khi dễ họ thì như thế nào thôi sư? Cái đó là chuyện của họ thôi à, Dạ. còn cái chuyện của mình là chuyện giữ giới Dạ. à, nếu như ai hiểu được thì họ sẽ hiểu, Dạ. còn những ai không hiểu được đó là chuyện của họ à, mình không thể nào mình nói cái sự tu tập của con vậy con không có nhìn, đó là chuyện ấy. Còn còn cái việc mình giữ giới thì mình cứ an trú vào cái tâm của mình thôi à, không có sự tác động bên ngoài, không có tác động cái cảnh bên ngoài, an trú quay lại cái tâm của mình thôi. Mình tu là tu cho mình, không phải tu cho người khác à, còn cái việc người khác nói như thế nào là chuyện của họ. Mọi người thông cảm là bữa nay mình hỏi cái này là mọi người khi mà nghe qua cũng như là biết tới cái việc mà sư thầy gì đó họ giữ giới, họ không nhìn vào phẳng, thì mọi người cũng cũng nhớ nha, đừng nghĩ giống như mình, tại vì cái câu mình đặt ra là để mọi người biết thôi chứ không phải là mình nghĩ mọi người là như vậy, mà cũng cố gắng, đó là mấy thầy người ta đang giữ giới đấy chứ không phải là người ta khi dễ mình đâu. Nhưng mà có người người ta hiểu được, người ta cũng hoan hỷ, không Yeah. sao. Bởi vì những lúc mà khi mà con xem trên những cái đoạn clip mà mấy anh ghi hình sư Minh Tuệ á, thì khi mà các vị ấy lúc mà đảnh lễ trước mặt sư Minh Tuệ thì con thấy sư sẽ ngó ngang qua một bên chứ sư không nhìn thẳng vào cái người nữ đấy, là con nghĩ là cái đó cũng là cái cách sư tăng giữ giống như sư vừa chia sẻ. Giữ giới cho trong sạch. Yeah.
nhiều, nhiều khi sợ nhìn đó, nhìn người cái tâm nó khởi sướng lên nó cái chuyện khác nữa. Khi mà mắt mình không có hồi trì á, mình nhìn vào một người nữ rồi, không phải là mình nhìn vào một chỗ, nó sẽ nhìn tán loạn hết. Đối với những người mà không hồi trì căng, rồi khi mình đã có sự hồi trì rồi á, mình sẽ nhiếp phục được. Hôm trước con có đi hình sư thì cũng có một số cô bác hỏi tại sao tụi con lại đi hình sư trong vấn đề sư đang cò thực, thì con cũng có chia sẻ là mục đích con đi hình sư đang cò thực tức là con muốn mọi người biết được là một cái vị sư hành khất họ sẽ thọ thực như thế nào và họ sẽ thọ thực trong chánh niệm là như thế nào để mọi người hiểu. Vậy thì sư có thể chia sẻ trong lúc mà mình ngồi cầu thực như vậy thì mình cần phải giữ những cái gì trong chánh niệm lúc đó thì sư? Trong cái việc thọ thực ấy thì thật sự ra khi mình đang ăn á thì trong quá trình mình ăn á thì mình quán niệm cái thức ăn thôi. Còn cái việc mà mình ăn á thì cũng trường hợp đặc biệt nào đấy, chứ không thì mình cũng ăn trong sự chánh niệm. Chánh niệm tỉnh giác là mình ăn thức ăn này với chánh tư duy là mình thọ dụng cái thức ăn này để nuôi dưỡng cái thân. Chứ không phải là mình ăn để mình hưởng sự dục lạc, mình ăn để mà mình phân biệt cái món ăn dở ăn hay là không dở, không không ngon. Cho nên về cái việc mỗi lần mình ăn á thì mình đều quán niệm. Cho nên cái việc mà ăn á nó cũng hơi lâu là ăn trong trời chánh niệm ấy. Ăn chứ không phải là ăn tháo ăn để. Ăn tháo ăn để là khác, ăn mà ăn cho nhanh, ăn cho no thì nó khác. Mà mình ăn chánh niệm, mình ăn quán á thì nó lại khác. Mình ăn á là để nuôi thân thôi, chứ đâu phải là mình ăn mình sống để mình ăn để hưởng thụ dục lạc đó. Cho nên vừa ăn vừa quán như vậy cũng là nguyện cho những cái vị nào đã cho mình bữa ăn đó đều được sự an lạc và hạnh phúc, đều mang lại sự có cái lòng tin tịnh tín bất động với lại Phật pháp tăng. Đấy, trong cái sự ăn của con vậy. Con cũng có nghe một số vị nói là khi mà mình ăn trong chánh niệm, có một số người chánh niệm cao á hoặc là chánh niệm nhiều á thì họ không còn biết mùi vị hương vị gì của thức ăn nữa. Cái như vậy thì cái người đó nói như vậy nó có đúng không thưa sư? Trong cái bài mà trong cái bài nguyện trước khi ăn ấy thì cũng có nói là ta thọ dụng món ăn này với chánh tư duy như sau: không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để cho thân này được an trú và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ khỏe mạnh. Nghĩ rằng như vậy sẽ diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và sẽ không có lỗi lầm ấy. Cho nên các cảm thọ cũ và cảm thọ mới là tức nghĩa là khi mình ăn bữa ăn hôm nay, mình sẽ có sự so sánh với bữa ăn hôm trước. Cho nên cái việc mình ăn uống của mình á, mình ăn để nuôi thân nó khác, cái việc ăn để hưởng thụ nó khác. Ăn để hưởng thụ là mình có sự so sánh là bữa ăn hôm nay nó ngon hơn hôm qua, nó dở hơn hôm qua, hoặc là khi mình đang ăn mình khởi lên cái cảm thọ là cái món ăn hôm qua còn, món ăn hôm qua nó có cảm thọ hỷ lạc gì đó, mà bữa nay mình không được sự hỷ lạc đó. Khi mình ăn mình quán như vậy để mình từ bỏ cái cảm thọ đó. Mình sẽ không chấp vào cái hương vị của thức ăn nữa, và mình ăn để nuôi thân thì nó là khác. Cho nên những cái vị mà ăn mà quán á thì nói là ăn không còn vị thì không phải, đó là mất vị giác rồi. Nhưng mà khi mà họ ăn họ quán như vậy để từ bỏ cái cảm thọ đó thì có. Nhưng mà lúc mình ăn thì cay mình nếm biết cay, rồi ngọt đúng chua rồi, mặn gì biết hết, biết đúng hết chứ. Đây đó là vị giác của mình mà. Sự xúc chạm của thân đi. Cho nên mình có sự xúc chạm đó, mình phải khởi lên cái cảm thọ. Mà cảm thọ đó là cái cảm thọ mình biết được cái cảm thọ gì. Mà cái cảm thọ nó sanh khởi lên đó là nó có mang được cái
cái sự tha mái hay không. Cái khi mình nhận diện ngũ uẩn á, nó hay cái chỗ nè, trong bài kinh á mình đọc như thế thôi, chứ mà nếu mình nắm được tổng thể á, là Đức Phật thường hay sử dụng là năm thủ uẩn. Năm thủ uẩn đó có nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà khi mình phân tích ra được năm thủ uẩn này rồi đó, mình sẽ nắm được cả thế giới này. À, như Đức Phật nói là các hành là vô thường, thì các hành là sự vận hành của sắc uẩn nè. Đấy, là cả hành tinh này luôn đấy. Chỉ nói một câu vậy thôi, nhưng mà nó là bao trùm cả hành tinh. Cho nên cái sự vận hành con ngũ uẩn á, mà mình biết nhận diện được nó, thì mình sẽ biết được cái thân tâm của mình. À, như con ví dụ ha. Thường ấy, người ta có một cái cảm thọ là sân giận, sân giận hay là tham ái, hay là người ta thường dùng cái câu là tham sân si ấy. Thì thử hỏi là tham sân si nó nằm đâu? Cho nên nhiều người biết, nhiều người không. Tham sân si nó nằm trong cảm thọ thôi, mà cảm thọ thì nó nằm trong ngũ uẩn. Và khi mình nhận diện ngũ uẩn rồi á, thì mình sẽ biết được cái tham sân si nó khởi lên từ chỗ nào. Rồi mình sẽ biết được cái nguồn gốc của nó, rồi mình tắt ý, mình từ bỏ nó thôi. Đó là cái phần con nói sơ qua. Còn nếu mà muốn biết rõ được tham sân si trong ngũ uẩn á, là phải tìm hiểu kỹ lắm. Tìm hiểu kỹ về cái phần ngũ uẩn nó mới hiểu được. Chứ nói sơ cũng không hiểu nổi đâu. Cũng có nhiều trong cái có những cái bài kinh cũng ngày xưa con đọc trong cái ngũ uẩn, mình cũng không bị mình chưa có học qua nhiều lần đó sư. Nên cũng không có hiểu hết được. Bởi vì trong cái câu mà tứ diệu đế á, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, và đây là con đường đưa đến khổ diệt. À, thì bây giờ là khổ. À, thì như thế nào là khổ? Đức Phật nói là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu không được là khổ. Và cái câu cuối cùng Đức Phật nói lên đó là nói tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Thì mình hiểu được cái từ năm thủ uẩn này. Năm thủ uẩn này là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cho nên khi mình đọc trong kinh á, có những cái câu mình đọc mình lướt qua thì mình sẽ không hiểu được, còn nếu mà chiêm nghiệm trong đó thì nó sẽ rất là sâu sắc. Cái từ mà tóm gọn là năm thủ uẩn là khổ. Thì mình sẽ hiểu được là thủ uẩn là sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức nè. Tất cả đều khổ. Nay cảm ơn sư chia sẻ cho con với mọi người biết về những cái bài pháp cũng như là những cái câu chuyện về cách thọ thực dùng chánh niệm như thế nào, cũng như là trong cách để mà mình bỏ được những cái tham ái trong người. Cảm ơn sư rất nhiều. Dạ, nam mô Phật.